Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Kế toán EQ. Đối với những doanh nghiệp mà bị cơ quan thuế khống chế không cho xuất hóa đơn nữa, thì khi chúng ta muốn xuất hóa đơn, chúng ta phải xin cấp hóa đơn lẻ hay là cấp theo từng lần. Thì các bạn bắt đầu vào trang này nhé. Các bạn vào trang hóa đơn điện tử.gdt.gov.vn và các bạn lập đề nghị cấp hóa đơn điện tử. Các bạn vào đây. Trong ví dụ kính gửi như là các bạn tìm kiếm. Đây các bạn chọn mã số thuế đơn vị cần cấp. Các bạn điền địa chỉ thư vào đây. Tên người nhận hóa đơn, ví dụ là Nguyễn Thị Thơ chẳng hạn. Số chứng minh thư. Để cấp ví dụ như là 02 tháng 11. 11. Nơi cấp là Vĩnh Phúc chẳng hạn. Mã số thuế người mua, các bạn điền tên đơn vị, mã số thuế vào, xong các bạn lấy dữ liệu phần mềm tự chạy ra tên đơn vị luôn nhé. Tên nó là dịch vụ, ví dụ như các bạn xuất cát vàng chẳng hạn. Đấy. Số hợp đồng chính là cái hợp đồng mua bán giữa hai bên. Ngày hợp đồng các bạn cũng điền vào nhé. Doanh thu phát sinh trên hóa đơn giả dụ là 16 triệu, các bạn điền vào đây. Sau đó điền địa danh vào. Đấy. Trước khi hoàn thành thì các bạn vào xem đề nghị đã. Nếu đúng hết rồi, đây gọi là mẫu 06 đề nghị thì, phát sinh điện tử đấy. Nếu đúng hết rồi thì các bạn vào ký và gửi. Đấy. Các bạn nhớ cắm chữ ký số vào nhé để chúng ta ký số. Sau đó ký gửi xong rồi, đã thành công rồi thì hòm thư của chúng ta sẽ nhận được một cái thông báo như thế này. Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu hóa đơn đấy, kính gửi công ty này. Sau khi là chúng tôi kiểm tra cái dữ liệu này là họ đồng ý với cái dữ liệu các bạn gửi lên, và sau đó trong cùng một ngày làm việc thì họ sẽ cấp cho chúng ta mã hồ sơ. Và khi có cái mã này đây, mã 26 đây có đuôi 015, khi có mã này thì các bạn mới vào xuất hóa đơn cho khách được đấy. Khi đó thì các bạn vào cái phần trang hóa đơn điện tử lúc đầu và các bạn phải đăng nhập vào nhé, nhớ là đăng nhập. Đấy, và bây giờ thì các bạn là lập hóa đơn mới. Các bạn chọn loại hóa đơn giá trị gia tăng nhé và chọn mẫu hóa đơn. Phần mã hồ sơ chính là cái mã lúc nãy mà đơn vị thuế vừa cơ quan thuế vừa cấp cho chúng ta đấy. Đấy. Thế sau đó thì là các bạn là cái này là mình đã lập rồi nên báo là mã hồ sơ của hiện tại, còn các bạn chưa lập thì nó sẽ đồng ý. Và các bạn là bấm vào lập hóa đơn. Khi bấm vào lập hóa đơn thì các thao tác lập hóa đơn giống như lập hóa đơn bình thường. Sau đó thì chúng ta lại ký điện tử và gửi lên cơ quan thuế họ cấp mã, và như thế là chúng ta sẽ có một hóa đơn hợp lệ. Tuy nhiên các bạn lưu ý này, để được cơ quan thuế cấp cho cái mã hồ sơ này thì cùng với việc lập mẫu 06, các bạn nộp tối thiểu 18% thuế giá trị gia tăng cho nhà nước qua cái kênh thuế điện tử nộp thuế đấy, các bạn nộp thì mới được cơ quan thuế chấp nhận để cấp mã hồ sơ cho các bạn. Các bạn lưu ý là như vậy. Đấy, sau khi có mã hồ sơ rồi thì các bạn lập hóa đơn bình thường. Chúc các bạn thành công.